dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ten Hag, M. U đã trải qua mùa giải năm 1989 đến năm 1990 mà chưa thua 4 trận trong 7 trận đầu tiên tại giải hàng đầu nước Anh. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Joachim Andersen của Crystal Palace trong hiệp 1 đã khiến quỷ đỏ gặp khó khăn và thất bại tại Old Trafford, chấm dứt chuỗi trận bất bại ấn tượng. Huấn luyện viên Ten Hag không có lời bào chữa cho màn trình diễn thất vọng này và đang đối mặt với áp lực lớn từ cổ động viên và ban lãnh đạo. Cả đội Anthony, Sancho và toàn đội M. U đều đang đối mặt với khủng hoảng tiền đạo cánh. Mặc dù họ đã bất bại trong 31 trận sân nhà trước trận thua trước Brighton tại Old Trafford cách đây 2 tuần. Đội bóng áo đỏ cũng may mắn giành chiến thắng sát nút trước Wolf, 1, 0, và Nottingham Forest, 3, 2, ở đầu mùa. Huấn luyện viên Ten Hag thúc đẩy đội bóng thể hiện sức mạnh trên sân nhà và nói rằng Old Trafford phải trở thành một pháo đài. Tuy nhiên, trong trận thua Crystal Palace, M, U đã có 19 cú sút trúng đích nhưng thiếu tính đột biến trong việc ghi bàn. Bruno Fernandes và hai tân binh Rasmus Hoyland, Mason Mao đều bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất. Ngược lại, huấn luyện viên Roy Hodgson của Crystal Palace rất hạnh phúc khi trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử ngoại hạng Anh có 5 trận liên tiếp không thua tại Old Trafford. Mặc dù bị đánh bại không, ba khi đối đầu ở cúp liên đoàn Anh giữa tuần nhưng Crystal Palace đã gây sốc khi thắng MU trên thắng này đưa Crystal Palace vượt qua MU để lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh.